Dạ luôn hả? Vô luôn. Đứng theo thứ tự luôn. Sắp xuống nhà sao đứng theo thứ tự, đứng theo. Và mời đại diện đội nhất. Dễ nhất đó là đội văn phòng khóa lạnh. Chị tiền khóa. Xích qua phải, xích qua phải. Dạ, mời chị về phó đốc sự nghiệp lên trao phần thưởng cho các em. Rồi, ok, ok. Bạn kiếm như vậy, bạn kiếm như vậy văn phòng vậy nhé. Rồi, mời anh em cho tràng pháo tay đây. Và còn hai cái phần thưởng là hấp dẫn. Xin công bố sao? Các giải thuộc đội là thuộc đá bóng. Bóng đá nữ, VD nữ. Xin công bố 4 giải. Này do lần đầu tổ chức thì là có khuyến khích các anh em mình ha, chứ trận sau thì mình sẽ giải và khuyến khích mình sẽ lợi. Đó là xin mời đại diện của 4 đội là lãnh giải khuyến khích. Thứ nhất là thành phẩm 1, thành phẩm cao 1 đâu. Cái đi em là cộng. Sữa cá 1. Sữa cá 1, đề nghị là đại diện là mấy em nữ lên đi. Mấy em nữ đây, nữ đây. Sữa cá 2. Đại diện nữ lên đây. Sữa cá 2 đâu mấy em? Đại diện nữ, cứ đại diện nữ lên anh diện. Đâu đại diện nữ đâu, diện kêu nữ lên đây. Và đại diện bàn kiểm 2. Bàn kiểm 2 đâu mấy em? Bạn kiểm 2 đâu? Và đầy đủ á, mà chị ngang cái tổng trưởng của công ty lên các thưởng cho mấy em. Này có cờ luôn đúng không chị Diệu? 1, 2, 3, 4, 5. Chuyên khách xong à? 5 giải khuyến khích luôn mà. Ủa chị? Rồi, xin cảm ơn các em. Và đây, sau đây xin công bố các giải. Thứ nhất là giải 3 của bóng đá nữ, đồng giải 3. Đó là đội văn phòng và sữa cá 3. Xin mời đại diện hai đội. Và đội đạt giải nhì, bàn kiểm 3. Xin mời bàn kiểm 3 các em. Và xin mời đội vô địch hội thi lần thứ nhất là hôm nay, mời đại diện thành phẩm 2 đó, thành phẩm 2 với em. Và sau đây mời anh Hải phó đốc công ty lên trao cúp và các phần thưởng cho các đội. Các bạn nữ hôm nay này có một cái sân chơi bóng đá là do ý kiến đề xuất của anh Hải nên anh Hải sẽ là người trực tiếp trao những cái giải phần thưởng mà quý giá này cho các bạn. Thank you.
chưa dạ hoài mỏi tay. Dạ mày mày đã lắm. Mày đã bóng vô đỉnh đâu rồi, vô chụp hình với ban tổ chức một cái mấy em ơi. Mày đã bóng vô đỉnh. Rồi. Có anh luôn. Vậy là cầm vì lý do quá quá chụp hình và sau đây giải cổ động viên ấn tượng nhất khỏi đây ai đây ai đây ai đây ai đây ai đây đây xin mời đại diện cổ động viên của đội Thành Phẩm Mộc đó. Hậu trưởng phòng IT của Tân Phước. Chị Diệu, chị Diệu lên. Mời chị Diệu lên. Mời chị Diệu lên phát giải cho đội cổ động viên ấn tượng và cuồng nhiệt và nói chung là vân vân và vân vân. Lăn lộn dữ. Hôm nay là các anh mài râu đã trổ tài nguyên một buổi sáng để cho ra mấy chục món ăn luôn. Thì sau khi tổng kết lại, mình đã có kết quả rồi trong tay. Những cái món ăn mà các bạn nấu có thể ứng dụng như nhà ăn thì các chị nhà ăn sẽ sau cái buổi thi này các chị sẽ mang về dưới và sẽ nấu cho chúng ta ăn hàng ngày. Do đó là các chị cho chồng thấu tay cảm ơn các anh đi ạ. Mấy anh nam thân mến, nói chung là rất là cảm ơn các anh đã thể hiện một tinh thần là chăm sóc phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Các món ăn các anh nấu mỗi món nó có một cái ngon riêng, một cái đặc trưng riêng. Nhưng mà vì luật chơi nên là sẽ có đội cao điểm hơn một chút, có đội thấp điểm hơn một chút. Nhưng mà các anh đây đừng có buồn, đừng có nghĩ là mình nấu ăn không có ngon. Anh nào nấu cũng ngon.